Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ăn ngủ bóng đá, nơi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất tình hình bóng đá trong nước và quốc tế. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Cuối cùng, AFC và ban tổ chức Uzbekistan công bố án phạt nặng cho Thái Lan, người hâm mộ vỡ òa. Kính thưa quý vị, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Mới đây, những bằng chứng đã được tung ra cho thấy Madam Pang và Liên đoàn bóng đá Thái Lan khó có thể thoái thác hết trách nhiệm sau vụ 10 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam bị ngộ độc ngay sát giờ đấu đội tuyển U23 Thái Lan. Một án phạt thích đáng sẽ được AFC đưa ra, thưa quý vị và các bạn. Sau khi trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Thái Lan kết thúc, công tác hậu cần chuẩn bị đồ ăn thức uống cho các cầu thủ đang trở thành chủ đề nóng gây tranh cãi. Nhiều chuyên gia cũng như kênh truyền thông lớn của châu Á đồng loạt lên tiếng cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Gong Oh-kyun đang phải nhận quá nhiều bất lợi, hay nói cách khác là ý đồ chơi xấu của đối thủ. Thái Lan đã lên tiếng bác bỏ việc chơi xấu U23 Việt Nam, nhận mưa chỉ trích từ người hâm mộ châu Á. Vâng thưa quý vị, bóng đá Việt Nam và Thái Lan từ xưa đến nay thì luôn được xem như là kình địch trong khu vực Đông Nam Á. Bất cứ trận đấu ở cấp độ nào đều được người hâm mộ quan tâm, và trận đấu mở màn vòng chung kết U23 châu Á đêm mùng 2 tháng 6 cũng không phải là ngoại lệ. Chắc chắn tất cả các cổ động viên Việt Nam đều cảm thấy bất ngờ khi ngay trước giờ bóng lăn, đồng loạt các trang báo đưa tin có đến 10 cầu thủ U23 Việt Nam gặp vấn đề về tiêu hóa và không thể ra sân thi đấu, trong đó có nhiều trụ cột vừa chinh chiến tại SEA Games 31 vừa qua. Đây giống như một cú sốc với huấn luyện viên Gong Oh-kyun và buộc nhà cầm quân người Hàn Quốc phải thay đổi toàn bộ kế hoạch nhân sự cho trận đấu và sử dụng nhiều cầu thủ ở đội hình dự bị. Và chắc chắn sự cố này đã ảnh hưởng rất nhiều đến toan tính chiến thuật của huấn luyện viên Gong Oh-kyun tại trận ra quân, trận đấu mà có hàng triệu khán giả Việt Nam cũng như đối thủ muốn kiểm chứng tài cầm quân của hậu duệ ông Park. Quay trở lại với sự cố của U23 Việt Nam trước trận đấu này, ngay sau khi thông tin được đăng tải rộng rãi trên truyền thông thì phía VFF đã bất ngờ lên tiếng bác bỏ thông tin các cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm trước trận đấu. Tuy nhiên, những thông tin được truyền thông đưa ra trước đó dường như đã được kiểm chứng và có độ chính xác cao khi khẳng định trung vệ Nguyễn Thanh Bình và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh không thể góp mặt trong trận đấu tối qua. Có nhiều quan điểm cho rằng phía VFF đang cố gắng xoa dịu dư luận vì sự cố xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý và điều hành của liên đoàn với đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Như đã đưa tin trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin các cầu thủ U23 Việt Nam gặp sự cố, phía AFC cũng đã thông báo sẽ điều tra xác minh làm rõ sự việc này. Vì đây là sự việc hy hữu chưa từng xảy ra ở những giải đấu trước đó. Việc có đến 10 cầu thủ bất ngờ gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt liên quan đến thức ăn của khách sạn nơi đội tuyển đóng quân cho thấy những dấu hiệu bất thường, và phía AFC cũng khẳng định không loại trừ khả năng các cầu thủ U23 Việt Nam bị đối thủ chơi xấu. Họ cũng nhắc đến sự đả kích của cả đối thủ mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu là U23 Thái Lan. Ngay sau tuyên bố từ AFC thì ngay lập tức có một làn sóng phản đối và biện minh cũng như đả kích trên mạng xã hội từ chính các cổ động viên Thái Lan. Khi trước họ còn hả hê với việc cầu thủ Việt Nam gặp sự cố và tin rằng đây chỉ là một lý do để U23 Việt Nam đưa ra sau trận đấu, vì các cổ động viên Thái Lan tin rằng với 8 cầu thủ nhập tịch ở nước ngoài, họ sẽ dễ dàng đánh bại đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng ngay sau đó thì người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã phải ngao ngán khi nghe tiếng còi khai cuộc cất lên ở giây thứ 19 của trận đấu. Phan Tuấn Tài đã rút tung lưới bầy voi chiến, bàn thắng như đòn giáng mạnh vào niềm tin của cổ động viên đội nhà. Và càng bất ngờ hơn khi đến những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, U23 Thái Lan mới có được bàn thắng gỡ hòa để may mắn kiếm về một điểm trước U23 Việt Nam. Sự thất vọng về một trận hòa U23 Việt Nam đang khủng hoảng lực lượng với những mũi tên hướng về việc có hay không U23 Thái Lan đã chơi xấu U23 Việt Nam trước trận đấu này. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, cổ động viên Thái Lan tỏ ra bất bình với nhiều bình luận gay gắt. Một cổ động viên Thái Lan viết: "Hôm nay U23 Việt Nam chơi kiên cường nhưng không bao giờ Thái Lan chơi xấu đối thủ. Người Thái tôn trọng bóng đá và không bao giờ có ý định hạ gục đối thủ bằng chiêu trò, đừng nghĩ xấu cho chúng tôi." Một bình luận khác thì viết: "Hãy xem lại công tác quản lý của U23 Việt Nam đi, đừng đổ lỗi cho người khác khi chính mình làm chưa tốt." Sáng ngày 4 tháng 6, VFF đã chính thức lên tiếng về tình hình chấn thương của các cầu thủ U23 Việt Nam sau trận đấu với U23 Thái Lan. Theo đó, Văn Toản bị trật khớp, tổn thương xương đốt bàn ngón áp út tay trái. Cán bộ chuyên môn nhận định đây không phải là một điều gì đó quá đáng lo ngại, nhưng thủ thành sinh năm 1999 chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận với U23 Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6. Với Danh Trung thì anh chỉ bị tổn thương phần mềm cổ chân, tuy nhiên phải tùy vào tình hình điều trị mới có thể kết luận khả năng thi đấu của tiền vệ này. Cũng trong thông báo, VFF cho biết một số cầu thủ khác bị chuột rút và phải nằm sân trong trận đấu là do có dấu hiệu quá tải trong thời gian thi đấu ở câu lạc bộ trước đó. Còn đối với Thanh Bình, trung vệ này đã đạt lại trạng thái thể lực tốt nhất và sẵn sàng trở lại trong màu áo của U23 Việt Nam. Sau cuộc đối đầu Thái Lan, U23 Việt Nam được nghỉ ngơi một ngày và tập hồi phục ở bể bơi khách sạn. Ngày 3 tháng 6, huấn luyện viên Gong Oh-kyun cho học trò nghỉ ngơi. Việc tập thả lỏng ở bể bơi là một phần quan trọng trong quá trình lấy lại thể trạng. Trong cuộc đối đầu với U23 Thái Lan, các cầu thủ như Khuất Văn Khang ở giữa, Lê Minh Bình tỏ ra khá đuối sức và bị chuột rút. Tâm lý các cầu thủ rất thoải mái và tự tin. Họ đã có một thế trận tốt dù không được đánh giá cao bằng U23 Thái Lan. Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng vui vẻ nghịch nước. Họ cùng trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Viettel và đang là trụ cột của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cười rất tươi trong buổi tập hồi phục này. Anh đạt trạng thái tâm lý tốt sau khi có một siêu phẩm vào lưới U23 Thái Lan. Fanpage Liên đoàn bóng đá châu Á AFC so sánh bàn thắng này với pha lập công của huyền thoại Marco Van Basten ở chung kết Euro năm 1988. Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh cũng trở lại để tập cùng với đồng đội. Đội phó U23 Việt Nam đã vắng mặt trong trận gặp U23 Thái Lan vì gặp vấn đề về sức khỏe. Thấy được gì sau trận giao quân của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022? Dù chỉ có kết quả hòa trước kình địch U23 Thái Lan trong ngày ra quân, nhưng tập thể U23 Việt Nam để lại những điểm sáng trong cả lối chơi lẫn nhân sự để hướng đến những thành tích tốt hơn trong thời gian tới. Nhìn vào những diễn biến trong trận đấu ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, người hâm mộ có lẽ đã tìm ra được những nhân tố trụ cột của U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia trong tương lai, nhận thấy được một huấn luyện viên giỏi theo đuổi triết lý tấn công. Một điểm trước người Thái khi có 2 lần dẫn bàn có thể gây tiếc nuối, nhưng phải khách quan nhìn nhận rằng U23 Thái Lan đã có thế trận tốt hơn Việt Nam. Gương mặt tạo được nhiều dấu ấn trước U23 Thái Lan chính là hậu vệ trái Phan Tuấn Tài. Anh có những pha tham gia tấn công ấn tượng bằng tốc độ và kỹ năng dê bóng khéo léo. Cầu thủ của câu lạc bộ Đắk Lắk tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số cùng với đường kiến tạo cho Văn Tùng lập công. Nếu tiếp tục thi đấu với phong độ cao như thế này, Tuấn Tài đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Văn Hậu hay Hồng Duy cho suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Nếu như Tuấn Tài đang dần trở thành khắc tinh của người Thái với 2 pha kiến tạo thành bàn và 1 bàn thắng trong 2 trận gần nhất, thì đáng tiếc thay, thủ môn số 1 của U23 Việt Nam Nguyễn Văn Toản lại đang gặp phải sự căng cứng nhất định mỗi khi va chạm với voi chiến. Còn nhớ ở SEA Games 2019, anh đã mắc tới 2 lỗi trong cùng một trận đấu, khiến U23 Việt Nam bị U23 Thái Lan dẫn trước 2-0, trước khi Tiến Linh lập cú đúp để kết thúc trận đấu bằng tỷ số hòa 2-2. Cứ ngỡ sự chắc chắn trong trận chung kết SEA Games 31 vào hơn một tuần trước đã giúp Văn Toản thoát khỏi áp lực tâm lý trước người Thái, thì thủ môn của U23 Việt Nam đã mắc sai lầm đáng tiếc, xem như biếu không một bàn thắng cho U23 Thái Lan. Càng tiếc nuối hơn khi Văn Toản không có cơ hội sửa sai vì anh đã gặp chấn thương ngón tay. Văn Toản vẫn là một thủ môn giỏi và vừa trở lại mạnh mẽ sau chấn thương nặng trong năm 2022, nhưng anh cần vượt qua áp lực tâm lý, thi đấu tỉnh táo hơn trước Thái Lan. Nếu bỏ qua những sai sót đáng tiếc của Văn Toản thì nhìn chung đây là một trận đấu đáng khen của U23 Việt Nam trước một U23 Thái Lan với nòng cốt là nhiều cầu thủ ăn tập tại châu Âu. Đội bóng của huấn luyện viên Gong Oh-kyun dẫn dắt không ngần ngại pressing rất quyết liệt, dù đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam thiếu 2 trụ cột là Hoàng Anh và Thanh Bình vì lý do sức khỏe. Sau khi bị gỡ hòa 1-1, sự hưng phấn của cầu thủ Việt Nam giảm đi đôi chút, nhưng sau đó đội bóng lại đứng lên ngoạn mục với cú vô lê mang dáng dấp của Robin van Persie. Văn Tùng đã để lại dấu ấn đậm nét về chuyên môn với cú sút này. Ngoài ra, huấn luyện viên Gong Oh-kyun còn cho U23 Việt Nam thi triển những bài đá cố định rất dị và không kém phần hiệu quả. Học theo đội tuyển Oman cũng như nhiều đội bóng khác trên thế giới, huấn luyện viên Gong bố trí các cầu thủ tập trung với quân số đông trong khu vực 5m50 ở những tình huống phạt góc. Ở đó, những chân chuyền như Tuấn Tài sẽ phát huy được sở trường với những cú đá phạt xoáy cùng với lực đi mạnh tạo ra cơ hội ăn bàn lớn. Trận hòa 2-2 trước U23 Thái Lan khiến U23 Việt Nam có quyền tiếc nuối. Nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể khiến người Thái thua trận thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Nhưng suy cho cùng, trong bối cảnh U23 Việt Nam đã không ra sân với nguồn nhân lực đầy đủ nhất, thể trạng của khoảng 10 cầu thủ không tốt vì gặp vấn đề về tiêu hóa, đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện được tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Có lẽ người hâm mộ không kỳ vọng vào việc lứa cầu thủ hiện tại sẽ tạo ra kỳ tích như Thường Châu 2018. Thay vào đó, hãy quan sát và thấy cầu thủ phát triển đúng lộ trình dưới sự nhào nặn của một huấn luyện viên mới. Triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo không sớm thì muộn cũng sẽ dừng lại. Với huấn luyện viên Gong Oh-kyun, chắc chắn ông cần thời gian để đặt những viên gạch đầu tiên, xây dựng một tập thể mạnh mẽ, gắn kết và mang phong cách riêng. Cổ động viên Đông Nam Á, Thái Lan kém xa Việt Nam về chiến thuật. Thái Lan chỉ hay ở các cá nhân, chứ khi lắp ráp vào một tập thể thì họ kém xa Việt Nam. Tưởng đội hình siêu sao châu Âu của người Thái như thế nào? Chứ họ cũng chỉ có nổi một điểm hút chết trước Việt Nam. Đây là hai trong rất nhiều bình luận đáng chú ý của các cổ động viên trung lập sau trận hòa 2-2 giữa hai đội. Tối qua, đại chiến Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã diễn ra tại Uzbekistan tại bảng C vòng chung kết U23 châu Á. Trước trận đấu này, Thái Lan được đánh giá cao hơn khá nhiều nhờ nguồn cầu thủ chất lượng bổ sung từ châu Âu, thể lực lại tốt hơn do Việt Nam gặp phải sự cố trước giờ xung trận. Thế nhưng họ chỉ có thể ra về với một điểm toát mồ hôi. Kết quả này cộng với thế trận bế tắc trong tấn công mà người Thái tạo ra đã khiến người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á vỡ mộng về một đội hình siêu sao của xứ Chùa Vàng. Nhiều cổ động viên chia sẻ quan điểm Thái Lan không đòi được nợ trước Việt Nam. Tôi nhớ không nhầm thì 5 trận gần nhất, lứa U23 họ mới hòa được đúng một lần, còn lại là thua 4. Thái Lan mang đến đội hình châu Âu nhưng họ suýt thua Việt Nam với lực lượng toàn cầu thủ trong nước, thậm chí nhiều người trong số họ còn đá ở giải hạng nhì. Cảm ơn quý vị đã xem hết bản tin ngày hôm nay và đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn chuông ngay bên cạnh để ủng hộ cho Ăn Ngủ Bóng Đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.